Thưa quý vị, đây là hình ảnh của Hapak, một phóng viên ảnh tự do đang bồng bé trai chạy về xe cứu thương và cảnh anh khóc vì bất lực, đau đớn vì những nạn nhân trong các vụ khủng bố ở Syria. Ngay khi được đồng nghiệp đưa lên Twitter, hình ảnh đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và báo chí chính thống. Nhiều người gọi Hapak là một anh hùng, một nhà báo có nhân tính. Thưa quý vị, còn đây là cô Daphne Caruana Galizia, một phóng viên điều tra đóng vai trò chính trong vụ phanh phui hồ sơ Panama nổi tiếng, đã thiệt mạng khi quả bom được cài trên xe ô tô của cô nổ tung vào hôm 16 tháng 10. Cái chết của nữ nhà báo ngay lập tức được cộng đồng quốc tế quan tâm bởi vì tính mạng của những người bảo vệ cho công lý đang bị đe dọa, trong khi tội phạm ngày càng man rợ. Đây là hiện trường vụ nổ bom khiến cho nữ nhà báo Daphne Galizia thiệt mạng. Cảnh sát địa phương cho hay, chiều 16 tháng 10, Galizia, 53 tuổi, đang lái xe từ nhà ở thị trấn Mosta, ngoại ô của thủ đô Valletta của Malta, thì bất ngờ chiếc xe phát nổ. Những mảnh vỡ văng qua đường rơi xuống cánh đồng. Matthew, con trai của nữ nhà báo cũng là một phóng viên điều tra, xót xa cho biết. Các bộ phận cơ thể của mẹ anh được tìm thấy xung quanh chiếc xe đang cháy. Các nguồn tin cho biết, 2 tuần trước khi bị sát hại, nữ nhà báo cũng đã trình báo cảnh sát về việc bà nhận được những lời đe dọa, nhưng không ngờ vụ việc lại xảy đến quá nhanh. Là nhà báo, với các bài viết đăng tải trên blog cá nhân thu hút số lượng bạn đọc còn đông đảo hơn tổng số bạn đọc của những tờ báo ở Malta gộp lại. Gần đây, Politico xếp Galizia vào danh sách 28 người khuấy động toàn châu Âu tính đến thời điểm hiện tại. Các blog của bà là cái gai trong mắt không chỉ với những quan chức chính quyền Malta, mà cả những nhân vật sừng sỏ trong thế giới ngầm. Trong 2 năm qua, phần lớn các bài báo đăng tải của bà tập trung phanh phui các mảng khuất liên quan tới vụ hồ sơ Panama, với 11.500.000 tài liệu rò rỉ về các chiêu trò trốn thuế của nhiều cá nhân, tổ chức trên thế giới liên quan tới hãng luật Mossack Fonseca. Những thông tin điều tra được tiết lộ gần đây nhất của bà đã đưa ra các cáo buộc tham nhũng đối với các chính trị gia từ các đảng phái, trong đó có cả thủ tướng Muscat và vợ ông. Sau cái chết của Galizia, nhiều người đã tập trung trước cửa tòa án để đòi lại công bằng cho nữ nhà báo và yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm túc. Trong khi đó, rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm, đánh giá cao sự cống hiến của một phóng viên điều tra đối với nền dân chủ hiện nay. Tôi nghĩ Daphne không chỉ là một nhà báo, cô còn là một trụ cột của nền dân chủ chúng ta. Những kẻ thủ ác không chỉ chống nhà báo mà còn chống lại nền dân chủ. Và tôi chắc chắn rằng cuộc sống của cô ấy vẫn còn. Mọi người sẽ luôn ở bên cô ấy, thắp lên những ngọn nến, đứng quanh để vỗ tay cổ vũ và xin chia buồn cùng với gia đình người thân. Trong một tuyên bố sau khi xảy ra vụ nổ bom giết chết nữ nhà báo, Thủ tướng Malta cũng đã lên án vụ tấn công man rợ và đi ngược lại với nền văn minh và nhân phẩm cũng như chống lại tự do báo chí. Ông nói thêm, FBI đã đồng ý hỗ trợ cảnh sát địa phương điều tra vụ giết người và gửi các chuyên gia đến Malta sớm nhất có thể.